Câu lạc bộ Derby County của huấn luyện viên Wayne Rooney đã quyết định nộp đơn xin phá sản sau thời gian gắng gượng do những ảnh hưởng của Covid-19. Thông báo trên trang chủ câu lạc bộ, Derby County cho biết doanh thu và dòng tiền câu lạc bộ chỉ đạt 20 triệu bảng. Không giống như các lĩnh vực khác, một câu lạc bộ bóng đá cắt giảm được rất ít chi phí vận hành trong mùa dịch. Việc phong tỏa và giãn cách do Covid-19 cũng khiến chúng tôi không thể tiếp cận những người muốn mua lại câu lạc bộ, bởi lẽ họ không thể đến đây, xem trực tiếp sân vận động và tham quan các cơ sở vật chất khác. Trong khi đó, EFL xác nhận, chúng tôi xác nhận Derby County đã gửi thông báo về kế hoạch xin phá sản và trao quyền quản trị cho bên thứ ba. Chúng tôi xác nhận câu lạc bộ này đã mất khả năng thanh toán và phải tuân theo các quy định hiện hành. Cụ thể, họ sẽ đối mặt với việc bị trừ 12 điểm. EFL sẽ có cuộc họp với các bên liên quan để bàn bạc về tương lai lâu dài của câu lạc bộ. Theo Daily Mail, Derby County có nguy cơ bị trừ đến 21 điểm vì các án phạt bổ sung. Người đại diện Mino Raiola trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Rai Sport đã tiết lộ những thông tin liên quan đến tương lai của Paul Pogba. Ông nói, hợp đồng của Paul Pogba hết hạn vào tháng 6, vì thế chúng tôi sẽ đàm phán với Man United và chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Juventus à, Paul Pogba vẫn rất yêu Turin. Có khả năng Paul Pogba sẽ trở lại Juventus, đúng thế, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào kế hoạch của Juventus. Ngay trước tuyên bố này, nhiều tờ báo đã cho biết Pogba sẽ đồng ý gia hạn với Man United sau những hiệu ứng mà Ronaldo mang lại. Ngoài ra, Raiola còn tiết lộ Zlatan Ibrahimovic sẽ đảm nhiệm vai trò mới là giám đốc câu lạc bộ nếu giải nghề. Tiền đạo người Thụy Điển chuẩn bị bước sang tuổi 40 và liên tục dính phải những chấn thương thời gian gần đây có thể ảnh hưởng tới quyết định giải nghề của anh. Ở trận đấu sớm vòng 5 ngoài hạng Anh, Newcastle và Leeds đã bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn sau khi cả hai chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa. Thấy trận đôi công hấp dẫn và hai bàn thắng đều được ghi ở hiệp 1 do công của Rafinha bên phía Leeds, bàn còn lại do công của Saint-Maximin của Newcastle. Với trận hòa 1-1, cả hai đội đã tự kiềm chân nhau và tiếp tục ngược lặng ở phía cuối bảng xếp hạng. Phó giám đốc Trần Văn Chiên cho biết hàng chục tỷ đồng đã bị tiêu sạch dưới thời ban lãnh đạo cũ, dẫn đến sự xuống cấp của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trả lời với VN Express, ông cho biết, tôi nói không phải để thanh minh, nhưng sân không đến nỗi quá tệ. Tất nhiên, nếu so với các sân được đầu tư tiền tấn như của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ả Rập Saudi thì làm sao bằng được. Còn so với khu vực Đông Nam Á thì không tệ. Chúng ta cũng phải hiểu rằng sân được xây gần 20 năm rồi. Còn về việc cải tạo mặt sân, thực tế không khó. Quan trọng là tiền đâu. Ngân quỹ bây giờ không còn gì cả. Khu liên hợp này tự chủ tài chính, nghĩa là tự kinh doanh để nuôi mình. Trước đây, thầy giám đốc Cấn Văn Nghĩa mỗi năm thu từ 50 tỷ đến 70 tỷ đồng, nhưng tiêu sạch rồi. Khi anh ấy nghỉ, anh Nguyễn Trọng Hổ lên thay vào tháng 7 năm 2020 thì quỹ trống rỗng. Sáng 18 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Tajikistan sau hành trình bay dài, sẵn sàng tranh tài tại vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Các cô gái của chúng ta sẽ có trận đấu tiếp theo với Maldives vào 20 giờ ngày 23 tháng 9 tới đây.